Nó đắng quá. Mời ơi. Ôi trời ơi. Anh đẹp trai mà cũng đáo để hết nhỉ. Ôi trời ơi, tôi đi vài quang tàu mà tôi cảm thấy nó kìa sớt quá. Chào các bạn ạ. Biết các bạn đã rất là đói nên ekip đã đích thân chuẩn bị một bữa tiệc ẩm thực miền Trung. Món ăn đầu tiên đó là các loại rau từ miền Trung. Ôi trời ơi, nó đắng quá. Mọi người ơi, nó ngon đó, của chị nó rất là ngon. Em quên quá, em xin lỗi. Xin giới thiệu với các bạn, đây là món cháo được gọi là cháo cùi. Không biết là món này là đặc sản ở tỉnh thành nào nhỉ? Nhưng mà sao em lại hỏi câu đấy sau khi mình có mạng 4G của Viettel? Ui, em quên mất luôn đấy. Ui giời ơi, chị có thể rất luôn. Công nghệ hiện đại mà, em ngốc ấy quá nhỉ. Ra rồi, cháo này xuất xứ từ Quảng Bình anh ạ. Mình đi Quảng Bình nhiều lần rồi mà chưa bao giờ được ăn luôn. Một món ăn có cái tên hơi đáng sợ vì cơm âm phủ. Có rất nhiều truyền thuyết nói về cơm âm phủ, như là cơm âm phủ là do một bà lão nấu cho nhà vua ăn lúc vua cải trang làm thường dân đi thăm thú, mặc hoàn cảnh cơ hàn, bữa cơm đạm bạc nhưng nhà vua vẫn ăn hết sạch. Hay là cơm âm phủ dùng để phục vụ những ca kỹ tuồng chèo sau sân khấu đêm tối. Nhưng mà nổi tiếng nhất khi nói đến cơm âm phủ là cơm âm phủ được bán vào rằm tháng 7 hàng năm dưới thời Vua Minh Mạng. Người dân lao động thời đó rất khốn khổ đói khát như những vong hồn, thế nên là khi thấy những quán cơm âm phủ phục vụ về đêm thì hay còn gọi là dầu âm đấy ạ, thì họ đều ăn như ma đói. Chính vì thế cơm âm phủ được gọi là cơm cô hồn. Em được ăn cơm âm phủ thì mình cũng phải nhập vai, mình cũng phải kiểu đói đói, mình phải làm ngược lại chứ không thể nào mà chả phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay. I like it. Đêm em nằm mơ thì ba con mắt này là tại ekip đấy nha. Anh nhìn sao giống rau câu quá ha. Em nhìn sao giống hột vịt lộn. Rau câu á. Nè, nhìn giống rau câu trong suốt. Lóng lánh nè, lung linh luôn. Em lại nghe nhầm thầy rau câu, xin lỗi mọi người, em bị điếc. Hahahaha.